Hoàng xin chào tất cả các bạn. Bây giờ Hoàng sẽ hướng dẫn cho các bạn đó là tạo cùng Zoom trong Dạy Mãi nhé. Thì chúng ta sẽ mở một cái trình duyệt nào đó, ví dụ cốc cốc, Microsoft hay là Google tùy các bạn. Sau đó gõ vào là dạy mãi.vn. Sau khi đã ra giao diện như này thì các bạn nhấn vào tạo tài khoản. Chúng ta sẽ chọn là giáo viên. Và sau đó chúng ta sẽ điền tên của mình. Ví dụ mình điền nhé, tên mà bạn muốn hiển thị ra đấy. Tên đăng nhập, gõ mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự, chứa ít nhất một chữ cái, chứa ít nhất một ký tự đặc biệt và phải có một chữ số nữa. Các bạn nhớ nhé, phải có chữ cái này, chữ số này, có ký tự đặc biệt này và có cả viết hoa luôn nhé. Thư điện tử, lấy cái này đi, số điện thoại này của con bé mình. Vậy là mình đã tạo xong. Mình lưu lại. Cảm ơn thầy cô đã đồng hành cùng dạy mãi.vn. Dạy mãi gửi tặng thầy cô tài liệu mẫu template sinh hoạt 20 tháng 11. Đấy, bấm vào đây xem nó tặng gì nhá. Đấy, chúng ta có thể sửa trực tiếp ở trên này hoặc tải về. Họ tặng chúng ta một cái bộ PowerPoint đấy, template dành cho ngày. Mình có thể tải xuống này, tải PPT và lưu vào trên máy của mình. Cho hàng không cần tải, hàng lưu luôn vào driver của mình. Nhấn vào đây, thêm nó tắt vào driver nhé, hoặc là thêm vào máy tính ở đây, mình thêm vào driver. Rồi ok, tôi hiểu. Rồi, hôm nay chúng ta làm là chúng ta có quà đấy nha. Vậy là chúng ta đã tạo xong được tài khoản cho mình. Ở đây chúng ta có thể quản lý được cả lớp học của mình, lớp quản lý lớp lớp tự do thì chúng ta phải mua bản quyền Zoom. Chúng ta nhấn vào lớp tự do nhé. Sau khi chúng ta nhấn vào lớp tự do này thì nó sẽ cho chúng ta này, một là tạo buổi họp. Đấy, họ hướng dẫn chúng ta nếu mà chúng ta tạo mới bằng link cố định này thì chỉ vào một link duy nhất để truy cập phòng Zoom. Còn nếu như chúng ta chọn vào cái tạo mới link thay đổi thì mỗi buổi học một link riêng và giúp bảo mật tốt hơn. Thì chúng ta tạo cái link cố định nhé. À, cái buổi họp này sẽ diễn ra là trực cùng một cái tên, tên cuộc họp. Đấy, ví dụ như là lớp học của Hằng đi. Thời gian ở đây là hôm nay là ngày 11 tháng 1 này, thời gian bắt đầu là thời gian kết thúc. Thì chúng ta có thể chọn là trong ngày, thời gian bắt đầu là từ lúc 0 giờ cho đến 24 giờ chẳng dụ như vậy. Cài đặt ghi hình thì nó sẽ tự động ghi hình, còn không thì nó sẽ không ghi hình. À, cài đặt bản quyền cho phép người dùng không có tài khoản dạy mãi vẫn tham gia được. Đấy, chúng ta cho người ta vào được. Còn nếu như chúng bạn có muốn đặt mật khẩu pass cho buổi học không thì chúng ta đặt, nếu nhấn vào đây thì nó sẽ yêu cầu chúng ta đặt mật khẩu và pass cho buổi học. Còn chúng ta cho người ta vào thoải mái, không cần pass thì chúng ta không cần đặt. Chúng ta nhấn vào tạo, thời gian đang chọn đã qua. Hay chúng ta phải chọn thời gian, ví dụ giờ bây giờ 22 giờ 58 thì chúng ta phải chọn như này, 23 giờ 10 đi. Không, tí ấy, phải chờ đến 10 mới mở được, mất 23 giờ 07 đi. Rồi, tạo mới. Thời gian chọn đã qua. Mình chắc là sắp sang 10 rồi. 23 giờ rồi. Tạo mới. Rồi, vậy là có cái tiêu đề là lớp học của Hằng này và chúng ta có thể nhấn vào tham gia nhóm để vào, và chúng ta sẽ gửi link cố định phòng học này cho học sinh. Mình gửi link cố định cho học sinh nhé. Đấy, ví dụ mình gửi cho học sinh là mình luôn. Mình vào này, tham gia bằng Zoom này. Ở trên điện thoại mình cũng, mình vừa gửi cho mình trên điện thoại xong rồi, bây giờ mình vào trên điện thoại nhé. Ở trên điện thoại này, đây nó recording luôn nhé. Trong quá trình học nó tự ghi. Nếu bạn không muốn thì nhấn vào đây. Mình quay lại nhé. Trên điện thoại của mình không vào đây. Mình nhấn copy link này. Mình gửi cho học sinh này. Cái link này sẽ là mãi mãi nhé. Nó là cố định, nó lấy là dạy mãi.vn. Lúc nãy là mình gửi copy, mình copy cái chỗ này, mình copy thiếu này, nó không ra này. Dạy mãi.vn mess 0368 299433. Đấy, nó là số điện thoại luôn. Các bạn nhìn này, trên điện thoại của mình này. Đấy,
Khi mà vào mình nhấn vào cái đường link thì trên điện thoại nó sẽ cũng có là lớp học của cô Hằng. Bắt buộc nhập tên để vào lớp thì chúng ta sẽ phải nhập tên vào. Mình nhập tên là Hằng, ấn vào tham gia. Tham gia bằng Zoom, ấn tham gia bằng Zoom. Nếu như ấn vào tham gia bằng Zoom thì nó không ra thì các bạn có thể ấn tham gia bằng web nhé. Không vấn đề gì cả. Máy của mình nó bị đơ nên là tham gia bằng Zoom nó không chạy. Sau đấy khi ấn vào tham gia trên web thì nó yêu cầu zone kết nối, cho phép dạy mãi sử dụng máy ảnh không, đồng ấn và đồng ý. Vậy là mình đã tham gia vào trong nhóm này. Cũng tương tự như Zoom ấy, mình phải ấn vào hình tai nghe để chuyển sang. Cuộc họp này đang được ghi lại, chúng ta phải ấn vào đã hiểu thì cho vào, còn nếu chúng ta không ấn vào thì nó sẽ ra ngoài nhé. Kết nối âm thanh bằng máy tính. Vậy là chúng ta đã kết nối âm thanh này. Bật camera, mình đã bật camera trên điện thoại của mình. Như vậy là mình đã tạo xong một cái phòng học Zoom có hai người. Và phòng học này sẽ kết thúc vào cái giờ mà bạn vừa, bây giờ mình kết thúc nhé. Mà lúc nãy bạn vừa mới cho đấy. Đây mình kết thúc này, các bạn nhìn này. Nó sẽ bắt đầu từ cái thời gian đầu tiên cho cái thời gian kết thúc. Đó là 20, lúc nãy mình chọn là 23 giờ, đúng không? 23 giờ 59 phút. Vậy đến 23 giờ 59 phút là nó sẽ tắt, nó sẽ out ra ngoài và các bạn lại vào lại nhá. Và đến ngày mai các bạn lại mở vào đúng cái Zoom này thôi. Và mình kết thúc nhé. Buổi học kết thúc. Trang web sẽ được tải lại. Và ngày mai các bạn lại copy cái link này cho học sinh, hoặc là học sinh vẫn có cái đấy rồi, vẫn có đường link ấy rồi, họ cứ ấn vào thôi, chỉ cần các bạn vào lớp là học sinh sẽ vào được. Đây các bạn nhìn này, từ 23:07 đến 23:16 là giờ chúng ta vừa mới họp xong đấy. Một lần trước là có 0 phút 09 giây. Chúng ta lại nhấn vào tổng quan này. À, chúng ta lại nhấn vào trạng thái đang diễn ra này, sắp diễn ra này. Thì chúng ta có thể đổi, ngày mai chúng ta đổi đi, vì bây giờ chúng ta đang làm lúc 11 giờ. Ngày mai chúng ta sẽ chọn thời gian là từ lúc 0 giờ đi nhá, từ 0 giờ. Và xong chúng ta lại tạo mới một lớp học. Nó sẽ có link cố định từ lúc chúng ta mở cho đến cuối ngày luôn. Cái link đấy sẽ là cố định, ngày nào nó cũng là cái link đấy. Các bạn nhớ nhá, nó chỉ được đến 23 giờ cuối cùng ấy, là 23:59. Nếu các bạn học quá thì các bạn phải ra vào lại. Đây, ví dụ chúng ta nhấn vào tạo mới bằng link thay đổi thì ngày hôm nay một link, ngày mai một link, nó sẽ cho mình cái link khác nhé. Và thời gian cũng tương tự như vậy, thời gian do chúng ta chọn ở đây này. Các bạn muốn bao nhiêu lâu, 40 phút, 50 phút, 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, thích bao nhiêu lâu tùy các bạn, miễn là thời gian này các bạn đã đặt rồi. Từ bắt đầu từ lúc các bạn tạo cho đến hết ngày nhé. Nó không sang ngày khác được, bởi vì nó ở đây nó chỉ chọn ngày được một ngày thôi, không thể chọn được nhiều ngày, đúng không? Thế là ok cho cái việc là hơn 40 phút chẳng ai mà dạy cả ngày cả, đúng không các bạn? Vậy nhá, mình xin chào các bạn.